Mình chào các bạn. Bữa nay mình làm cái dưa món bằng đu đủ với cà rốt để cho các bạn coi ha. Buổi sáng thì mình đã làm qua cái công đoạn là mình xắt đu đủ thành những miếng như vậy. Rồi mình phơi. Thì khi được phơi mà được như thế này là khoảng cỡ 4-5 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Mà phải nắng to các bạn nhé. Có một số người thì người ta phơi nó khô lắm. Khi mình đi ngang qua một số nhà thì mình thấy là người ta phơi cái đu đủ nó khô ghê lắm, thì mình không biết là họ làm nó như thế nào. Nhưng mà với mình thì mình chỉ cần phơi vừa vừa thôi, nó tái tái như cỡ này thôi là mình đã làm được rồi. Chứ nếu mà mình phơi nắng quá, nó khô quá thì nó sẽ dai. Rồi còn buổi sáng hôm nay thì mình cũng đã chế cái lượng nước lượng mà nước mắm với lại đường để cho các bạn coi này nè. Thì cái chỗ này á, là mình đong là 5 chén nước mắm với lại 5 chén đường. Tức là đường với nước mắm là bằng nhau mà mình không có cho thêm nước lạnh nha các bạn. Khi mà mình làm á, bây giờ là mình nè, là các bạn coi này cái độ dẻo nè. Khi mình đổ là mình thấy cái độ nó dẻo dẻo như vậy nè các bạn. Đó, cái độ mà nó dẻo dẻo vậy nè. Đó, là được. Rồi, bây giờ là cái nước mắm này là mình đã nấu rồi, mình để nó nguội nha, nguội thật là nguội nha, nó không còn một tí nào nóng thì mới được. Buổi sáng nay thì mình cũng có bỏ vô một số ớt này, quả ớt này để mình phơi để mình làm chung cho nó đẹp nha các bạn. Mới đầu là mình bỏ đu đủ với lại cà rốt với ớt này trong cái nồi này ha. Mình cứ căn mình bỏ một nửa đi ha. Rồi mình sẽ lấy cái nước này nè, cái nước mắm mà mình nấu với đường đó, mình chế vô ha, mình chế vô khoảng một nửa đi. Rồi. Mình chế vô khoảng một nửa ha. Rồi mình sẽ dùng cái đũa với lại muỗng đây mình đảo này các bạn thấy không. Mình làm cái loại dưa món này á, thì mình làm như cái cách này thì ăn nó giòn mà nó không có bị dai. Mình đảo cho nó đều nha các bạn. Mình đảo cho nó đều rồi để cho nó thấm một chập ha. Còn một nửa bên này thì mình cũng trộn vào luôn các bạn nha. Mình có để lại một nửa đu đủ. Mình sẽ hốt cái đu đủ này. Vì cái đu đủ này là cái lúc mà mình làm, mình cắt miếng rồi mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ là mình đã làm nó sạch sẽ hết rồi. Cũng như là những cái dụng cụ làm á, cái mẹt này nè là mình cũng đã chùi rửa sạch hết rồi. Và khi phơi là mình phơi ở những cái chỗ mà nó cao ráo á, mình chỉ phơi khoảng cỡ 5 tiếng đồng hồ, được nắng to khoảng 5 tiếng là được. Rồi. Sẽ bỏ cái này qua đây cho nó rộng, mình đảo đi. Đây, mình sẽ đảo các bạn. Vì mình muốn chia ra vậy để mình đảo cho nó dễ đó các bạn. Để khi mà mình đảo xong một tí nữa nó đều thì mình sẽ đổ chung vô với nhau. Vì cái nước mắm này mình làm là mình chỉ có pha nước mắm với đường thôi chứ nó không có nước. Thành thử ra khi mà mình làm cái dưa món như vậy là mình để được lâu lắm. Mình ăn trong những ngày Tết mà mình ăn không hết á, mình có thể mình để cả tháng sau mình ăn cũng được đó các bạn. Các bạn thấy lúc mà mình mới đổ vô thì cái lượng nước nó ít nè. Nhưng mà mình đảo một chập á thì cái nước á nó nhiều ra và mình thấy này cái độ dẻo của nó cũng đã bớt lên này các bạn. Thì mình cho đu đủ vô á, mình đảo này thì cái lượng dẻo nó hết. Nó không có dẻo bằng cái lúc đầu nữa này các bạn. Lúc
mà mình chưa có bỏ đu đủ vô thì mình thấy cái lượng đu đủ nó nhiều lắm, nhưng mà khi mà mình đảo vô với cái nước mắm này rồi thì giống như là nó co lại, nó xanh lại các bạn, nó chỉ còn có ít thôi chứ không có nhiều. Rồi mình đảo đều hết đi ha, đảo đều từ từ trên xuống dưới đi, rồi cái mình cho vô hũ ha. Ở đây thì mình là mình tận dụng lại những cái hũ này là những cái hũ bơ đậu phụng á, cái mình ăn xong rồi mình rửa sạch sẽ cái để cho ráo rồi mình úp rồi mình tận dụng để đựng vô chứ mình khỏi có mua thậu ha. Vì cái gốc là mình không phải là mình làm để bán, nhưng mà mình chỉ làm để cho mấy đứa con ở trong nhà ăn đó, cho nên mình tận dụng lại vậy thì để nó cũng đỡ hao cái tiền, coi như là không có phải tốn tiền để mua thậu nha. À, mình gấp vô như vậy này. Mình để mấy quả ớt ở bên trên ha. Khi mình gấp xong cái xác nó rồi thì mình chế nước mắm vô nè. Các bạn thấy cái nước mắm nó sâm sấp này các bạn. Mình cũng không có đổ đầy đầy quá, vì nếu mà đổ đầy quá thì nó sẽ sóng sánh ra ngoài các bạn. Mình để được. Thì mình làm cái chỗ này á, là cái liều lượng của nó là khoảng 5 kg, vừa đu đủ với lại cà rốt là 5 kg. Thì mình sẽ làm với lại 5 chén nước mắm với 5 chén đường, đó là cái liều lượng chung chung á. Ngày xưa thì lúc mà mình răng còn tốt á, mình cũng hay ăn lắm, nhưng mà bây giờ răng mình thì nó không có còn tốt nữa, mình không có nhai được những cái loại dưa đu đủ này. Nhưng mà cứ mỗi Tết tới thì mình hay làm để cho các con với các cháu mình ăn á, để ăn kèm với lại bánh chưng với lại thịt á, nó khỏi ngán các bạn. Chế nước mắm vô nè. Bây giờ các bạn thấy cái nước mắm là nó không còn dẻo như lúc đầu này, nó giống như là nước thường này, nó không có dẻo nữa. Khi mà mình đảo cái đu đủ vô là nó ra như vậy đấy các bạn. Nhưng mà cái này là để được lâu lắm, làm ăn cả tháng sau Tết đó các bạn. Nếu mà mình ngồi mà mình cho hết cái số lượng mà đu đủ này vô thì chắc có lẽ được thêm 8 hũ này nữa các bạn. Đây, mỗi một hũ nó là như vậy rồi các bạn. Cái này là để gửi cho mấy đứa con, với lại để ít để Tết con về nhà ăn. Mình chào các bạn nha, các bạn cũng làm như mình đi nha.